day. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future. Cùng với mình xem coi trong đây mình đã đạt được những đầu này. Tiên là mình có những cái macaron trái tim này thì nó sẽ không có được mềm cho lắm nhưng mà nó rất là dễ thương. Tiếp theo là mình có những em bánh kéo, bánh kéo là chính hãng của Gego nha mọi người, thì những em này siêu siêu mềm luôn á, và kiểu nó độ slow của nó thì cũng ở mức trung bình thôi ha, nhưng mà rất là dễ thương luôn. Mình có một cái set này thì hồi xưa mình coi mấy anh chị sưu tầm squishy ở bên Mỹ và là ở bên Trung Quốc á, thì mình rất là thích cái set này luôn, nhưng mà kiểu khi mà mình biết giá thì ôi trời ơi, nhưng mà nó vẫn rất là ok. Bạn nào muốn mua hàng thì mọi người có thể liên hệ qua Instagram và Facebook của mình ha, để đặt những cái em squishy siêu dễ thương này và giá cũng rất là ok luôn. Cuối cùng trong cái biểu phẩm này là những cái em mạng hầu của Popular. Những cái em này thì gọi là nó cưng lắm luôn đó mọi người, cho nên là mọi người hãy tặng một em về trong cái bộ sưu tập của mình nha. Hello mọi người, trong cái mùa dịch này thì mình cũng rất là rảnh. Mình cũng đã lên trên Instagram tìm được những cái đồ second hand rất là ưng ý luôn. Và đây là một trong những cái shop mà mình đã mua rất là nhiều lần rồi, và lần này mình cũng rất là ưng. Thì chất vải em này thì khỏi phải chê, cái chất vải second hand thì nó kiểu không quá dày cũng không quá mỏng, ấy nó khá ấm áp và vừa đủ. Và chất em này rất là co giãn, em nó rất là rộng nha mọi người, kiểu đúng cái chất mà mình thích luôn. Và video này mình không hề nhận quảng cáo nha, cho nên là mọi người to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us, just the two of us. Teams, wasted water's all that is.